chào các bạn, bên cạnh tôi đây là một mẫu xe máy hoàn toàn mới vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Vừa nhìn thoáng qua thì chắc nhiều người sẽ lầm tưởng đây là chiếc Super Cup của Honda. Nhưng thực chất đây là một mẫu xe máy có xuất xứ từ Thái Lan và vừa gia nhập thị trường Việt Nam của một thương hiệu hoàn toàn mới. Vâng, đây là chiếc Rapid Sport Z 110 phân khối của thương hiệu Rapid đến từ Thái Lan. Mẫu xe này thì sở hữu phong cách thiết kế rất là cổ điển và cá tính, nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người lần đầu mua xe hay những người đang tìm kiếm một chiếc xe máy nhỏ gọn để đi lại hàng ngày trong thành phố. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chiếc Rapid Sport Z 110 phân khối này. Sport Z 110 phân khối mang phong cách thiết kế nhỏ gọn và rất là cổ điển. Điều này được thể hiện ở cái cách thiết kế cụm đèn pha, cách bố trí tay lái hay là cái phần thân xe. Thì cái cụm đèn pha này được thiết kế đèn LED hoàn toàn và phần tầng 2 tầng. Tay lái thì có cái kiểu thiết kế tương tự cái mẫu Super Cup 125 của Honda đang bán tại thị trường Việt Nam. Và phần yên xe thì được chia làm hai phần, yên xe đều bọc da. Và cái phần yên xe phía trước này thì chúng ta có thể mở lên được. Đây, chúng ta phải sử dụng chìa khóa cơ tương tự các cái mẫu xe máy truyền thống của Honda. Ở dưới này là cái bố trí bình xăng. Cái bình xăng này thì theo tôi biết thì có dung tích là 4 lít. Nhưng mà cái khoang chứa đồ của Rapid Sport Z thì nó hơi là bé. Theo thông số nhà sản xuất công bố thì Sport Z 110 phân khối sở hữu chiều dài tổng thể 1880mm, chiều rộng 745mm và chiều cao 1070mm. So với mẫu Super Cup của Honda thì mẫu xe này có thiết kế ngắn hơn nhưng lại rộng hơn và cao hơn. Thì cái thiết kế này nó cũng nhìn chung thì nó cũng khá phù hợp với tầm vóc của người Việt Nam. Nó tạo ra cái tư thế ngồi khá là thoải mái. Ở phía sau thì phần đuôi xe được thiết kế vuốt dốc theo cái vẻ chắn bùn, tích hợp cái cụm đèn hậu và đèn xi nhan. Tuy nhiên theo chúng tôi thì cái thiết kế đèn xi nhan kiểu này thì tại thị trường Việt Nam nó khá là biết tiền và nó không phù hợp lắm, bởi vì mà khi mà chúng ta bỏ xe trong cái bãi đổ hay là dắt lui dắt tới thì nó rất là dễ bị gãy cái đèn này. Về trang bị thì Pop Z một mẫu xe số phổ thông nên chỉ được Rapid trang bị đồng hồ analog. Tuy nhiên cái đồng hồ này được thiết kế khá thời trang và tích hợp thêm một số cái đèn báo được thiết kế theo dạng đèn LED. Bên cạnh đó thì trên cái cụm tay lái thì có nút đề để khởi động động cơ, nút tắt mở đèn pha. Và ở đây là có một cái công tắc bật đèn xi nhan. Một cái điểm đặc biệt trên mẫu Pop Z 110 đó là mẫu xe này được tích hợp một cái công tắc bật tắt đèn cảnh báo nguy hiểm hay còn gọi là đèn hazard. Cái trang bị này thì rất là hiếm trên các mẫu xe ở thị trường Việt Nam hiện tại. Bên cạnh đó thì Pop Z cũng được trang bị chìa khóa cơ. Nó chưa có cái chìa khóa smart key như các mẫu xe khác. Thì tất nhiên với một cái mẫu xe số phổ thông này thì cái trang bị thế này là cũng là phù hợp rồi. Một cái điểm khá đặc biệt trên Rapid Sport Z 110 đó là cái phần yếm xe phía trước được thiết kế khá giống với mẫu Honda Dream trước đây từng bán tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó thì cái ba ga trước này chúng ta có thể gắn thêm cái giỏ chứa đồ hoặc là để như thế này, nó cũng rất là thời trang và cá tính. Bên cạnh đó thì Sport Z cũng được hãng xe Thái Lan trang bị cái bộ mâm đúc hợp kim đa chấu kích thước 17 inch cho cả bánh trước và bánh sau. Phục trước thì dàn ống lồng và phục sau thì chúng ta có thể điều chỉnh được hai chế độ khác nhau. Sport Z 110 về Việt Nam được trang bị động cơ Cylinder 4 thì SOHC. Cái động cơ này nó có sức mạnh tương đương mẫu Rapid Rock 110 trước đây từng gia nhập thị trường Việt Nam. Và cũng định vị ở phân khúc xe máy số phổ thông. Vì vậy thì Rapid Sport 110 cũng chỉ được trang bị phân trước là phân đĩa đơn, chưa có hệ thống chống bó cứng phân ABS. Trong khi đó thì phân sau vẫn là kiểu phân tăng trống truyền thống. Theo đơn vị nhập khẩu và phân phối mẫu xe này thì Rapid Sport Z về Việt Nam có 5 tùy chọn về màu sắc. Và cái mẫu xe này nó sẽ gia nhập cái phân khúc là xe máy phổ thông 110 phân khối để cạnh tranh cùng các mẫu như là Honda Way Alpha 110 và cũng như là người đàn em Rapid Rock 110. Vừa rồi là những thông tin cơ bản về mẫu Rapid Sport Z 110 vừa gia nhập thị trường Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.